Miyu bên vực nhan sắc Harilu, bạn ấy vẫn luôn là soái ca trong mắt mình. Trải qua tai nạn và phẫu thuật, bạn ấy đã chịu rất nhiều tổn thương, nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh. Lung tung nữa được không ạ? Miyu cho biết. Sáng 25 tháng 2, 2017, một người bạn của Harilu gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ thông tin nam diễn viên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự cố này làm anh bị gãy xương mũi, xương mặt sưng và lệch vị trí. Sau tai nạn, Harilu bất tỉnh và phải trợ thở bằng máy. Trong vòng gần một năm tiếp theo, Harilu phải tạm dừng toàn bộ công việc để quay về Đài Loan điều trị. Mãi tới gần đây, công chúng mới có cơ hội chứng kiến diện mạo của anh sau tai nạn. Thế nhưng, trái ngược với vẻ điển trai trước đó, vẻ ngoài hiện tại của Harilu bị ảnh hưởng khá nhiều, đặc biệt nhất là chiếc mũi bị méo. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra gương mặt của Harilu mất vẻ hài hòa vì chiếc mũi bị méo khá rõ. Chiều 22 tháng 2, trên trang cá nhân của mình, Miyu bất ngờ chia sẻ một status nói về nhan sắc của Harilu. Cô thẳng thắn lên tiếng bên vực bạn trai tin đồn và hy vọng mọi người đừng so sánh lung tung hình ảnh của nam diễn viên. Đồng thời Miyu cũng cho biết thêm, trong mắt của Miyu, Harilu vẫn luôn luôn là soái ca. Trải qua tai nạn và phẫu thuật, bạn ấy đã chịu đựng rất nhiều tổn thương. Nên đừng mang hình ảnh bạn ấy ra so sánh lung tung nữa được không ạ? Dù đẹp hay không đẹp trong mắt người khác, bạn ấy vẫn luôn là soái ca trong mắt mình. Đối với mình và những fan yêu quý, bạn ấy luôn đẹp, vậy là được rồi. Hình này mình cố tình chụp dìm hàng bạn ấy, nhưng có vẻ dìm hàng không thành công, Miyu viết. Trước đó, sau ồn ào tình cảm với Phan Thành, Miyu ít khi chia sẻ chuyện tình cảm đời tư trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng nhiều lần vướng tin đồn yêu bạn thân của tình cũ. Tuy nhiên, cô nàng không hề lên tiếng thừa nhận hay phản bác. Nhưng dịp Giáng sinh 2017, Miyu khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai ảnh chụp cùng Harilu, kèm theo chia sẻ, đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện của Harilu cũng như Miyu đều cho biết, cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Hình ảnh mà nữ diễn viên đăng tải chỉ là hậu trường vui vẻ của cả hai sau khi thực hiện chung một bộ ảnh. Hình ảnh thân thiết của hai người không nói về tình yêu mà chỉ đề cập đến nam diễn viên như một người bạn xuất hiện vào lúc cô cần, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Cạn lời trước quả đầu mới cưa sừng làm nghé của Duy Mạnh. Hình ảnh đầu xuân mới nhất của nam ca sĩ 43 tuổi lại cực choáng, với mái tóc nhuộm hồng rực rỡ, dựng đứng chất chơi, hòa vào không khí xuân Mậu Tuất 2018. Nhiều sao Việt đã dành thời gian để có thể nghỉ ngơi, xâm vầy bên gia đình sau cả năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ vẫn rất bật vào dịp Tết để đem lại niềm vui đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trong ngày nghỉ. Mới đây, khi xuất hiện ở sân bay nhằm di chuyển ra Hà Nội để biểu diễn phục vụ khán giả, Duy Mạnh đã làm nhiều người một phen bất ngờ với hình ảnh của anh. Theo đó, nam ca sĩ đã rất táo bạo khi chuyển từ màu tóc đen sang màu hồng tím rất nổi bật. Duy Mạnh quyết đón năm mới bằng quả đầu cực chất như thế này. Giọng ca kiếp đỏ đen thu hút nhiều ánh nhìn khi vừa xuất hiện tại sân bay. Chính anh cũng nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này để khoe lên mạng xã hội. Dù vẫn còn những ngày xuân, nhưng Duy Mạnh vẫn quyết tâm chạy show phục vụ cho khán giả. Khá nhiều bình luận khen ngợi Duy Mạnh khi thay đổi hình ảnh như thế này, đồng thời người hâm mộ còn gửi lời chúc mừng năm mới đến anh. Thời gian gần đây, Duy Mạnh thường xuyên được xuất hiện trên các diễn đàn với những thông tin xoay quanh cuộc sống của anh, đặc biệt là ý kiến của nam ca sĩ đối với những sự việc scandal đang hot trên mạng xã hội. Dù là nghệ sĩ khá nổi tiếng, nhưng Duy Mạnh chẳng cần giữ hình ảnh hay sợ mất lòng một ai. Anh vẫn làm những gì mình muốn mà không sợ ánh nhìn của người khác dành cho mình. Vừa hết Tết, loạt sao Việt đã khóc ròng kêu trời vì cân nặng. Chỉ vài ngày nghỉ ngơi, loạt sao Việt đã tăng cân vù vù bởi các món ăn truyền thống ngày Tết. Tết Nguyên Đán là dịp gia đình quây quần bên nhau, ăn bữa cơm truyền thống. Những món ăn quen thuộc của ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt, giò chả là những món ăn luôn xuất hiện trong ngày nay. Bởi vì nghỉ ngơi ăn uống thả ga nên chỉ mới vài ngày, các sao Việt đã tăng cân nhanh chóng. Cân nặng cũng là một điểm khiến các nghệ sĩ đặc biệt chú ý và than trời. Vừa nhìn bao ảnh, ai cũng ngỡ ngàng vì Sơn Tùng MTP đã mập hơn trông thấy trong dịp Tết vừa qua. Có lẽ cân nặng của nam ca sĩ chính là kết quả khi được mẹ chăm trong dịp nghỉ ngơi ở quê nhà. Người đẹp Tây Đô hiện đang đi Thái Lan để du lịch đầu năm. Việt Trinh vừa thông báo rằng
mình đã lên hẳn 3kg sau Tết. Thân Thí Hà không dám bước lên bàn cân vì chế độ ăn uống thả ga trong vài ngày Tết. Thu Thủy như muốn chết đi sống lại vì biết mình đã lên 3kg sau khi ăn Tết. Bảo Thanh chia sẻ ngày Tết ở nhà cô toàn ăn bắn chân nên đã tăng vù lên 4kg. Quang Đăng bất ngờ khi lần đầu tiên anh lên đến 69kg, tăng hẳn 5kg so với những ngày trước Tết. Cũng giống như Quang Đăng, nam diễn viên Hà Trí Quang khóc ròng vì biết mình tăng đến 5kg trong vài ngày nghỉ Tết. Phi Thanh Vân lại khoe vòng ba to như sắp nổ tung, khiến dân tình nín thở. Trong bộ váy bó sát cơ thể, Phi Thanh Vân chọn những góc chụp khoe trọn vòng ba bốc lửa trước ống kính, khiến nhiều người ngán ngẩm. Sau thời gian dài yên ắng vì có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với mình, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây chú ý bằng cách khoe thân hình bốc lửa. Kết quả của 15 lần đại phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, nữ hoàng giao kéo vừa đăng tải những hình ảnh du xuân đầu năm trong bộ váy ôm sát màu đen khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Sau 15 lần phẫu thuật, Phi Thanh Vân rất tự tin với thân hình đồng hồ cát của mình. Theo chia sẻ của nữ hoàng giao kéo, số đo vòng ba của cô hiện tại là 104, vòng ngực là 93cm. Dù tự tin với thân hình đồng hồ cát nảy nở, song mỹ nhân sinh năm 1982 vẫn khiến nhiều người hoang mang lo lắng cho vòng ba quá khủng của cô. Không ít fan e sợ rằng một ngày nào đó mông của người đẹp sẽ nổ tung nếu cứ tiếp tục diện bộ đồ bó chặt như trong ảnh. Đi cùng bài chia sẻ dịp đầu năm, Phi Thanh Vân cũng đưa ra quan điểm cá nhân về triết lý yêu. Yêu hay không yêu không quan trọng, yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất với mình và là tình yêu thực sự, yêu bằng cả trái tim và kiến thức tâm lý, vì tình yêu không có nền tảng kiến thức. Cũng tự người mù đi trong rừng không thể tìm lối ra, nữ hoàng giao kéo viết. Nhiều người lo lắng vòng ba của Phi Thanh Vân sẽ bị nổ tung trong tương lai. Chương trình Táo Quân 2018 bị chỉ trích nặng nề vì bôi nhọ cộng đồng LGBT. Viện IC và Trung tâm ICS lên tiếng đòi lại công bằng cho cộng đồng người LGBT, gọi Táo Quân là một trong những hạt sạn không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Trung tâm ICS, Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người LGBT, vừa đăng tải một bài viết liên quan đến chương trình Táo Quân 2018. Nội dung thư bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình khi chương trình liên tục đưa ra những thông tin sai lệch, xúc phạm cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT thông qua hình tượng nhân vật bắt đẩu công lý. Nguyên văn thư ngõ có đoạn, chúng tôi bày tỏ sự trân trọng tới quý đài đã có nhiều chương trình thời sự, giải trí hay phục vụ công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng nhiều chương trình đang tồn tại những hạt sạn mà Viện IC và ICS cho rằng không nên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Cụ thể, trong nhiều năm liền, cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT luôn là đối tượng bị chương trình gặp nhau cuối năm mang ra làm trò cười, đưa thông tin sai lệch, thậm chí xúc phạm với ngôn từ tệ hại. Đặc biệt trong chương trình gặp nhau cuối năm 2017, tiết mục Táo Quân 2018, nhân vật bắt đầu thậm chí bị nói là con chỉ sống trên trời, không phải nữ cũng chẳng phải nam, bọn phụ nữ một nửa. Nhân vật bắt đầu luôn được đem ra gây cười về vấn đề giới tính. Là những tổ chức đã có những năm hoạt động vì quyền của cộng đồng LGBT, chúng tôi phản đối việc sử dụng những từ ngữ miệt thị công khai làm tổn thương những thành viên của cộng đồng LGBT chỉ vì đặc điểm cơ thể của họ, cũng như làm khắc sâu thêm những định kiến về phân biệt đối xử trong xã hội với nhóm cộng đồng này. Bên cạnh đó, đại diện Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC và Trung tâm ICS cũng đưa ra một số dẫn chứng về các bộ luật bảo vệ quyền bình đẳng giới tính con người được các quốc gia trên thế giới ban hành. Viện và Trung tâm cho rằng những điều mà Táo Quân đang làm là đi ngược lại những mục tiêu bình đẳng, đa dạng và tôn trọng quyền con người mà các tổ chức trong nước và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ, cũng như các cam kết của CB Việt Nam. Điều này không nên tiếp tục được thực hiện. Những năm qua, hình tượng cô đẩu công lý với cách ăn mặc và trang điểm nữ tính đã trở thành một phần không thể thiếu của Táo Quân. Với chương trình gặp nhau cuối năm 2018 cũng vậy, bắt đầu tiếp tục xuất hiện với những bộ đồ bức nam bức nữ và các phát ngôn sốc nhằm phản ánh đả kích các vấn đề xã hội như lùm xùm cuộc thi người đẹp,
tranh cãi cải cách chữ viết. Tuy nhiên, bên cạnh tiếng cười châm biếm, điều này lại làm tổn thương sâu sắc đến cộng đồng LGBT, những người vô tình trở thành mục tiêu để lôi ra bàn tán chê cười. Bình luận về phản hồi của Viện IC và ICS, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng Táo Quân không nên đem người LGBT làm trò tiêu khiển trước công chúng. Nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng LGBT xung quanh sự việc. Hiện tại, đại diện Đài truyền hình Việt Nam VTV và ban biên tập chương trình Gặp nhau cuối năm vẫn chưa chính thức lên tiếng đáp lại sau sự việc này.